Giờ đây mời cộng đoàn đứng chúng ta hướng về cuối nhà thờ. Mời các đoàn hát bài ca nhạc lễ. Trước hết xin thay lời cho Đức Tổng Du Sang.
Cảm ơn cha xứ, quý giáo phó, quý tu sĩ năng lực, quý chức và tất cả các chị em. Trong suốt năm qua đã đón nhận quý thầy, phó tế, năm thực tập mục vụ đến ở đây mỗi tuần các thầy về trung tâm mục vụ giáo phận. Giáo xứ tân định và chị em từ thứ hai đến thứ tư để học hỏi những môn học bắt buộc. Và ngày mai quý thầy sẽ đi tĩnh tâm tại Đà Lạt và quý thầy sẽ trở về để sắp sửa tấn nhận chức hạnh. Xin cảm ơn cha xứ, cha phó và giáo xứ. Đồng thời cũng xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho quý thầy tĩnh tâm tấn nhận chức hạnh cho mình. Cha cũng xin chúng con thiếu nhi, chúng con tĩnh tâm, chúng con chuẩn bị đảm nhận bí tích thánh thể và bí tích tiềm sức. Cha cũng hiệp ý cầu nguyện các duyên cho chúng con trong thánh lễ này và trong những ngày tới. Và cha cũng xin chúng con cầu nguyện cho các thầy, cầu nguyện cho các thầy nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ trao ban chức thánh cho các thầy trong vào dịp lễ thánh thần tới. Thưa anh chị em, cùng với ý nguyện ngày nay bế giảng năm thực tập mục vụ, chúng ta cũng dâng thánh lễ theo ý những người xin lễ ngày hôm nay, cũng như những ý nguyện của người chồng chúng ta muốn dâng lên Chúa, các duyên cầu nguyện cho những người còn sống cũng như đang qua đời trong gia đình, ông bà cha mẹ anh chị em, thân bằng quyến thuộc, thân nhân thân nhân và các linh hồn trong nhà hài cốt. Trong tâm tình này, giờ đây chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng được thành một hiện thân. Tôi tu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Bye.
đi tinh tuyền và đời sống thanh thiền, đó là thanh giao mạng phan bô đề đồ mà chúng con kinh nhớ như vị công sư và người bảo trợ. Xin nhân lời người cầu thay nguyện giúp mà bạn cho chúng con ngày càng thêm lòng hiểu mến Chúa và nêu gương sáng cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, về hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, các môn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã tuyên sống về ân sủng dành cho anh em. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào người nào, trong hoàn cảnh nào. Khi Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình mà cho anh em, đó là thông điệp mà nay các người giảng tin mừng đã lan báo cho anh em nhờ tác động của Thánh Thần là đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được ban đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nếp ở để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Đức Thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Một khúc tân đàn
để ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chim con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chim của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô bận vì người hỏi với ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chim của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải đem tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng. Người nói vậy có ý nghĩa chỉ là ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Kính thưa anh chị em, hôm nay đúng rằng là không phải là lễ thánh giáo hoàng Phaolô đệ lục lễ ngày mai, nhưng mà hôm nay tôi muốn kết thúc năm thực tập mục vụ để kính nhớ thánh giáo hoàng Phaolô đệ lục, một tấm gương của một tử nhân lắm, để mời gọi các thầy ngày mai các thầy bắt đầu bước vào tuần tĩnh tâm để các thầy nhìn ngắm mẫu gương của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và qua đó để nhìn ngắm mẫu gương Đức Giêsu một tử nhân lắm để suy nghĩ và sắp tới đây các thầy sẽ được trao chức thánh linh mục. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho quý thầy như tôi đã nói từ đầu lễ để cho quý thầy trở nên các mục tử như lòng của mẫu gương. Con có yêu mến thầy? Thưa anh chị em, chúng ta nghe lại và tin mừng trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô hơn 2.000 năm trước. Và trong cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu đã trao ban sứ vụ cho Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên. Và điều kiện mà Ngài mời gọi để được trao ban sứ vụ đó là tình yêu. Chúa Giêsu ban lần hỏi Phêrô: Con có yêu mến thầy không? Và Phêrô đã trả lời: Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Thưa anh chị em, lời nói của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô năm nào cũng ngỏ với Đức Hồng Y Montini như thế trong một ngày Hồng Y ngày 21 tháng 6 năm 1963, đúng vào lễ kính thánh tam chúa. Lời nói vừa tha thiết vừa quan nài, tha thiết vì đầy tình yêu vương, quan nài vì mong chờ tình yêu đáp trả. Và như Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Montini đã trả lời: Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Và Ngài đã trở thành giáo hoàng. Hơn 60 năm trôi qua, giáo hội vẫn còn biết ơn Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Khi còn bé, giống như những đứa nhỏ, Ngài có thể trạng rất yếu ớt.
Vậy mà khi bước vào đời sống tu truyền, nhất là khi gánh vai gánh vác gánh nặng ngay toàn thánh Phêrô, Ngài đã can đảm nói lời xin vâng để giúp củng cố đức tin cho bạn duyên. Chẳng những khi Ngài còn sống, mà ngay cả khi Ngài đã qua đời, để đem gương sáng cho bạn duyên, nhất là cho những ai muốn đang Chúa Giêsu trên đạo đường thánh giá. Đó là bài học của đấng từ bỏ nhân quyền. Quý phó tế những ngày tới sẽ suy nghĩ về bài học này, hoàn toàn từ bỏ theo Chúa làm chủ đề. Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Phaolô đầy đủ đã trả lời bằng một đời sống giản dị nhưng đầy sắc tín. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền quý, không thiếu tiền. Vậy mà Ngài đã chấp nhận theo Chúa trên con đường linh mục. Ngài chọn đời sống tu truyền. Ngay từ những khi mà Ngài được đắc cử giáo hoàng, ngay từ những ngày đầu giáo triều, Ngài đã đơn giản hóa chẳng những các nghi thức giáo hoàng, mà Ngài cả đời sống cá nhân của Ngài, Ngài chỉ giữ lại những gì thật tiện nghi cần thiết, còn không là bỏ. Bởi vì ngày xưa làm giáo hoàng, người ta coi như một vị vua, đi đâu cũng rước sách, đi đâu cũng tung hô, và Ngài giảng được hết sức mọi sự. Và Ngài ngay cả trong đời sống tình thường, ngay cả cái mũ giáo hoàng ngày xưa, mũ ba tầng nặng mấy ký, và khi Ngài lên ngôi giáo hoàng thì Ngài ăn ước thôi không đọc cái này nữa, Ngài bái đi để làm gì? Để lấy tiền giúp cho người nghèo. Và bây giờ nếu anh chị em muốn thấy cái mũ giáo hoàng thì bây giờ nằm trên bảo tàng ở bên Mỹ, người ta mua, người ta lấy cái tiền đó làm giúp cho người nghèo, giúp cho việc bán hàng. Và ngay mặc dù là Ngài sinh ra trong gia đình giàu có, gia tộc của Ngài cho tới bây giờ vẫn là gia tộc giàu có, nhưng mà Ngài trong di chúc Ngài viết, Ngài nói: tôi ao ước được sống nghèo và tôi ao ước được chết nghèo khó. Và Ngài ao ước sau này khi làm giáo hoàng, Ngài biết rằng là trong gia tộc và trong nơi của Ngài, quê hương của Ngài, người ta định làm một cái mộ. Ngài còn sống mà người ta đã ao ước làm một cái mộ bằng cẩu thạch thật đẹp để dâng cho Đức Giáo Hoàng. Khi nào Đức Giáo Hoàng qua đời thì người ta sẽ lo liệu. Và Ngài biết như thế, Ngài đã ghi trong di chúc: tôi không muốn một ngôi mộ đặc biệt nào, tôi chỉ muốn một quan tài đơn sơ và một ngôi mộ bình thường. Và sau này, bất chấp mong muốn của gia đình và quê hương, Ngài được an táng theo như Ngài mong muốn. Và vì thế ngày 12 tháng 8 năm 1978, lễ an táng của giáo hoàng Đức Giáo Hoàng Phaolô đã được thật đơn sơ. Trước đó các vị giáo hoàng được cử hành một cách hết sức trọng thể lễ an táng, thì Đức Giáo Hoàng Phaolô đã được Ngài bỏ hết và Ngài chỉ ao ước được cử hành một cách hết sức đơn sơ. Với cái quan tài mà chúng ta thấy như là quan tài của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị Ngài cũng bắt chước như vậy. Ngài là: tôi cũng muốn được chôn trong cái quan tài giống như vậy, đơn sơ. Và đó là bài học chẳng những cho chúng ta mà nhất là cho các thầy phó tế sắp bước vào đời sống. Quan trọng là nhận chức thánh, đó là đời sống nhưng đức khó ngàn làm sao để thoát được sự ràng buộc của cuộc cải, lúc ấy mới có thể thực sự theo Chúa. Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Phaolô đệ lục đã trả lời Thầy Giêsu bằng một đời sống đối thoại và cởi mở. Đó chẳng những là châm ngôn của công đồng chung Vatican II mà còn là thương hiệu của Đức Giáo Hoàng. Ai đến với Ngài cũng dễ dàng, và ai đến với Ngài cũng không cảm thấy một cái gì đó xa cách, nhưng mà Ngài luôn luôn đối thoại tôn trọng gần gũi, đối thoại với tinh thần tôn trọng sự thật, cởi mở vì tất cả đều là các em. Đó là bài học của tinh thần giáo hội, bài học của đời sống hiện tại. Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Lời đáp trả ấy còn vẻ
nên dung mạo của một vị giáo hoàng miệng mài ra bao tin mừng. Trước này thì các giáo hoàng không có đi ra khỏi nước Ý, chỉ loanh quanh ở nước Ý thôi. Nhưng mà đức giáo hoàng Phaolô đệ lục khi lên ngôi giáo hoàng, ngài quyết tâm sẽ ra khỏi nước Ý, đến với các nước khác, đến với các văn hóa khác. Ngài đã đến Ấn Độ, ngài đã đến nhiều nơi khác, đến Philippines, đến nơi này nơi kia ở châu Âu và ở châu Phi. Lần đầu tiên một vị giáo hoàng đặt chân đến lục địa đen. Và sau này đức đã khởi được giáo hoàng do Phaolô đệ nhị, ngài cũng tiếp tục sứ mạng ấy đến với người khác. Sau này đức giáo hoàng do Phaolô đệ nhị, ngài nhận xét như sau: đức thánh cha Phaolô đệ lục qua các chuyến công du, qua những lời ngài nói đã cho chúng ta thấy nỗi lo lắng, các thách đố, các trào lưu cũng như sự liều lĩnh của con người thời nay, và ngài muốn đồng hành cùng với họ để nói về Chúa cho họ, để giúp họ giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, để đem lại niềm hy vọng cho họ. Đó cũng là bài học của những ngày đang hướng tới chức linh mục. Các thầy phó tế sắp đảm nhận chức thánh, hãy trở nên các linh mục gần gũi, yêu thương và đồng cảm với dân chúng. Chúng ta được lãnh nhận chức linh mục để phục vụ người khác, chứ không phải chỉ để người khác. Nếu không, chúng ta không phải là linh mục như lòng Chúa mong muốn. Để có thể sống các nhân đức tin mừng, để có thể phục vụ giáo hội một cách hiệu quả, để có thể trở nên tông đồ của lời Chúa, của các bí tích và của lòng thương xót, cần lắm lòng trung tín và can đảm. Hai điều kiện quan trọng trong đời linh mục: phải trung tín với Chúa, trung tín với giáo huấn tin mừng, trung tín với giáo hội, và can đảm để dám nói lời Chúa, để cũng có đức tin cho dân chúng, để dám nói những lời sai trái, để sửa dạy, và cũng can đảm để chung đoàn của Phật trong đời sống thường ngày. Xin anh chị em, nhất là các con thiếu nhi, cũng thương cầu nguyện cho các thầy họ tế sắp lãnh nhận chức thánh linh mục. Xin chúng con luôn trung thành lại Chúa, để đời con chỉ chất chứa yêu thương. Xin chúng con can đảm sống thiện lương, nên nhân chứng trên nẻo đường mạng ai. Xin chúng con lên đường không mệt mỏi, đến với ai đang nghèo đói phần nào. Xin chúng con đợi theo Chúa hân hoan, luôn an bình, luôn đậm tràn hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin anh chị em cũng thương cầu nguyện cho chúng tôi là các thánh linh mục, tu sĩ nam nữ của anh chị em. Xin Chúa chúc lành.
Các con hãy làm việc này mà
đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ chúng con cử hành để mừng kinh thánh giáo hoàng Phao Lô Đề Lục, đem lại những hoa quả dồi dào phong phú, làm nâng đỡ chúng con trong cuộc đời hiện tại và bảo đảm cho chúng con hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời anh chị em ngồi một phút. Bây giờ đây thì có một thầy sẽ đại diện cho quý thầy phó tế. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người, nhất là giáo dân trong hòa đạo tâm linh. Xin nhận lời đại cho thầy. Dạ, thưa cha và quý cha, con xin đại diện cho anh tế quà ngày 19 có đôi lời tri ân gửi đến quý cha, các bạn thầy tổ đoàn. Đợt đầu tiên anh em chúng con xin gửi lời cảm ơn đến quý cha giám đốc, vì mà anh em chúng con vào năm chiếc một thì quý cha bắt đầu về nhận nhiệm vụ của giáo phận giáo phó là làm giám đốc của đại chủ nhiệm UCN Sài Gòn. Là trong suốt những thời gian con được ở trong chủ viện thì con nhận thấy hình ảnh của đôi cha, một con người hóm hình và thầy thân mật. Mỗi lần mà cha đi đâu xa về thì cha lại có một món quà và gửi lại với con hình ảnh giống như là một người mẹ đi chợ về, có những món quà cho những con của mình vậy. Và đặc biệt cha đồng hành với chúng con trong 2 năm qua. Cảm ơn những lời nhắc nhở và động viên của đôi cha. Con xin gửi lời cảm ơn đến cha sở và hai cha phó giáo sư Tân Định, vì cha đã yêu thương đón nhận anh em chúng con cũng như là chuẩn bị nơi ăn chung ở cách tương tất nhất có thể để anh em chúng con trung toàn những môn học cần thiết cho đời sống của tương lai. Anh em chúng con xin gửi đến lời cảm ơn vì cha đồng hành, vì cha đã luôn luôn yêu thương và coi anh em chúng con như những người em, để rồi những đức tài đức đức là những kinh nghiệm từ chính đời sống tự tin và đời sống sống sứ vụ của quý cha đã biết được. Điều ấy thật là quý giá đối với lại của anh em chúng con. Dạ, anh em chúng con cũng có lời cảm ơn tới quý tu sĩ nam nữ, quý chức và toàn thể cộng đoàn giáo sứ Tân Định. Cảm ơn tất cả cộng đoàn đã thương yêu đón nhận anh em chúng con trong một năm qua, cũng như là bằng cách này cách khác
cùng với nhà sở và gia phó thêm lời cầu nguyện cũng như là có những sự giúp đỡ và đối với lại anh em con hết lòng tri ân. Cuối cùng kết lời thì xin Thiên Chúa ban lời chúng tôi được hai anh em và tất cả chúng sĩ đem cho đức cha, quý cha và là thiên cộng đoàn bình an của ngài. Xin quý cha như quý cha và là thiên cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho anh em con để anh em chúng con biết mở lòng mềm lòng ra động và trở nên tốt trong tay của Thiên Chúa. Thầy con xin nghe lời. Thưa anh chị em, để cụ thể, tôi có nói các thầy là không có hoa, không có tặng hoa tặng gì cả, bởi vì không cần thiết. Chỉ có đôi lời cảm ơn thôi. Và một cách cụ thể, tôi muốn tặng mấy lời thơ sau đây. Cảm ơn quý cha, cảm ơn anh chị em, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cả đoàn hôm nay đã dâng lời ca tiếng hát rất hay để giúp chúng ta được đến đây sống sống. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, xin giúp con đoan hứa trong đời chỉ yêu mến Chúa mà thôi, làm chứng cho Chúa sáng ngời yêu thương, đời theo Chúa nẻo đường nên thánh, xin giúp con biết tránh lỗi lầm, đời con Chúa độ hồng ân. Đời con có Chúa sẽ thành hoàn thiện. Xin hân trọng cảm ơn quý cha. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Chuẩn bị đủ Đức Chúa lần đầu sẽ chúc tình với Đức Cha và các em xin sức nghe.